Bảo anh làm cái clip review cho người ngoài xem ấy. Dạ. Mấy cái tiền nữa bảo anh qua hết rồi. Dạ. Này bảo anh làm cái clip review cho người ngoài xem ấy. Dạ. Mấy cái tiền nữa mà anh qua hết rồi. Dạ. Thank you.
thỉnh thoảng bắt chuyện tí nhận nhé. Alo, để tiếng nói.